Mẹ dừng lại. Tại sao mày lại đánh em nó? Nó thi điểm thấp nhất lớp, học thế này thì làm sao mà có tương lai được? Đấy là do mày không biết đặt mục tiêu cho em nó. Mày coi này. Đợt thi lần này em được bao nhiêu điểm? Dạ 4 điểm ạ. Thôi được rồi, nếu như lần thi kế tiếp em được điểm cao, em thích gì anh mua cái đó. Mua cho em căn hộ chung cư cao cấp nhá. Mày nhìn đi, đứa em trai cử khảo ngày nào bây giờ đã khôn lớn rồi đấy. Ừ, tao biết rồi, những cái thùng phi ấy mà. Ý con là em nó đã trưởng thành trong suy nghĩ, mày hiểu không? Tao có thấy khác gì ngày xưa đâu. Em mình bây giờ đã biết quan tâm đến sức khỏe rồi đấy. Đây, mày xem, nó biết nó béo nên dạo này nó rất tích cực có phim xe gầy đấy. Ừ, đây điện thoại của em mày mà. Ừ đúng rồi, mày xem này. Được nhờ. Đây, để bấm vào mày xem thử nhá. Mẹ với anh sao không đóng cửa? Gió lùa vào lạnh lắm đấy. Con chó cảnh này bán không được khối tiền đấy nhờ. Tao mà mua cốt phim sẽ gầy. Cái gì đấy? Trùng chó à? Chết! Thằng chủ nó ra! Mình bắt chiếc lẻ mèo kia nhá, tôi cùng em meo 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 meo. Hai anh có vẻ cũng yêu chó nhỉ? Chúng tôi coi chó như là nguồn tài chính, nguồn sống của mình ý mà. Chúng tôi đi ngang qua đây thấy nó đẹp quá, thế là vào chơi xíu. Dạo này nhiều chuồng chó khổ lắm anh ạ. Đúng là bọn độc ác anh nhỉ? Mấy hôm trước tôi cũng vừa chôn một đứa đây. Chôn chó hả anh? Không, là mấy thằng chuồng chó. Hôm ấy tôi vừa mua súng lên thử luôn đấy mà. Vậy thôi, chắc là cháu anh chúng tôi đi về trước nhỉ. Đi nhanh đi nhanh. Mày sao đây? Tao vừa mua được cái áo mới, mặc ra đầu ngõ thì mấy đứa trẻ trâu nó bảo tao là mặc như cái rẻ rách. Mày nó là chỉ con ấy, chứ gặp người lớn ấy, tao mèo 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 chúng mấy phát rồi. Thôi, kệ mấy đứa con nít đi, trẻ con mà, làm gì biết nói dối. Hả? Mày nói gì? Thôi, bạn bớt giận. Chơi game giải trí tí cho vui bạn ạ, game kiếm tiền đấy. Bố mày là người con của tri thức nhá, đừng có bao giờ rủ tao chơi game. Game này có thể kiếm tiền đấy. Đầu tiên là vào Google search Tap Me. Đấy, xong ấn vào đầu trang. Cái này nó chơi như Flappy Bird đấy. Sau đó mày có thể chọn con linh thú mà mình muốn, xong ấn vào play rồi chơi game thôi. Cái này lối chơi nó đơn giản lắm. Hay đấy. Đấy, bạn chơi thử đi. Mày coi tao này. Đấy, bạn cứ chơi đi, tôi đi uống cốc nước cái đấy nhá. Cái gì bể thế nhỉ?